Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những giải pháp hỗ trợ điều trị căn bệnh tiểu đường cũng như là phòng chống căn bệnh này vô cùng hiệu quả, đó chính là dòng sản phẩm ở nước ép chiết xuất khổ qua có tên là Super Prodicol như bên cạnh Kiều Anh đây. À vâng thưa các bạn chúng ta thì đều biết rằng tiểu đường là một trong những căn bệnh khá nguy hiểm và rất nhiều người mắc phải hiện nay. ở nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh tiểu đường đó chính là từ chế độ ăn uống của chúng ta, từ chế độ tập luyện thể dục thể thao cũng như là ngủ nghỉ không đồng đều. vâng và tiểu đường nếu như không chữa trị kịp thời cũng như là để nó diễn biến trong thời gian dài sẽ gây ra các triệu chứng cũng như là các biến chứng khác của căn bệnh này. chẳng hạn như là ảnh hưởng đến thị lực, xương khớp và thậm chí là còn có thể gây tử vong. Chính vì vậy, việc làm như nào để ngăn chặn căn bệnh này, hỗ trợ điều trị căn bệnh này hiệu quả là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Và cũng như là biết được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu cũng như là cho ra đời dòng sản phẩm ở nước ép chiết xuất chính đến từ khổ qua ở nhìn bên cạnh kiểu anh đây. Và đây là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu trên thị trường Hàn Quốc được công nhận về khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả căn bệnh tiểu đường. Và sản phẩm này thì với thành phần chính đó chính là khổ qua hay còn gọi là mướp đắng. Và kiểu anh tin chắc rằng các bạn đều biết rằng mướp đắng được biết đến với rất nhiều công dụng khác nhau, chẳng hạn như là thanh nhiệt cơ thể, phòng chống ung thư và trong đó có cả hỗ trợ điều trị căn bệnh tiểu đường. Trong mướp đắng thì có chứa nhiều dưỡng chất, mà mang lại lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã sử dụng mấp đắng ở chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại và cho ra đời dòng sản phẩm nước ép khổ qua Super Prodigol như bên cạnh kiểu anh. và ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm này nhé. Công dụng đầu tiên cũng như là công dụng chính của dòng sản phẩm này đó chính là khả năng hỗ trợ điều trị tiểu đường, phòng chống tiểu đường cũng như là làm giảm các tác hại của thuốc kháng sinh trong quá trình điều trị căn bệnh tiểu đường lên cơ thể của chúng ta. À vâng, sản phẩm này thì khi mà chúng ta đang trong quá trình điều trị căn bệnh tiểu đường, sử dụng thì nó sẽ giúp cho quá trình điều trị được hiệu quả hơn. Đồng thời là đối với những người có nguy cơ mắc phải căn bệnh tiểu đường hay lượng đường trong máu quá cao, khi sử dụng dòng sản phẩm nước ép khổ qua đến từ Hàn Quốc này thì nó sẽ có khả năng là điều tiết lại lượng đường trong máu, đồng thời là ngăn chặn tiểu đường đến với chúng ta. Công dụng thứ hai của dòng sản phẩm này đó chính là thanh nhiệt cơ thể. Đối với những người mà chúng ta thường xuyên bị nóng trong người, nổi mụn trên mặt do cơ thể của chúng ta không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, đồng thời là thường xuyên bị nóng trong người, thì khi sử dụng dòng sản phẩm này, nó sẽ có khả năng là thanh nhiệt cơ thể, đồng thời là giải độc ga cho chúng ta. Công dụng thứ ba của dòng sản phẩm này đó chính là khả năng là ngăn ngừa cận bệnh ung thư, đồng thời là hỗ trợ điều trị ung thư được hiệu quả hơn công dụng thứ tư đó chính là dòng sản phẩm này thì còn có khả năng đó chính là hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch đồng thời là hỗ trợ điều trị bệnh gút. công dụng thứ năm của sản phẩm này đó chính là nó có khả năng là giúp giải độc rượu, giải độc gan. công dụng thứ sáu đó chính là sản phẩm này thì còn có uh, công dụng đó chính là tăng cường sinh lý uh, cũng như là giúp da của chúng ta được đẹp hơn. vâng vừa rồi là những công dụng chính của dòng sản phẩm nước ép khổ khoa đến từ Hàn Quốc Super Prodigol. À, và với dòng sản phẩm này thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng chính của nó, đó chính là khả năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao dòng sản phẩm này lại có khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả căn bệnh tiểu đường, đồng thời là ngăn chặn căn bệnh này thì Kiều Anh xin được giải thích như sau. Sản phẩm nước ép khổ qua Super Prodigon đến từ Hàn Quốc làm giảm glucose trong máu, ổn định đường huyết nhờ hai hoạt chất là charatin và momodicin tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm lượng đường trong máu. Đồng thời, hoạt chất trong mướp đắng còn ức chế enzyme tham gia phá vỡ disaccharides hay là monosaccharides, glucid không thể phân hủy được. Ngoài ra, thành phần trong mướp đắng còn tác động đến quá trình vận chuyển glucose trong máu nên chúng có lợi trong việc ngăn cản tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Đồng thời, các chất chống oxy hóa có trong mướp đắng còn có khả năng là ngăn chặn viêm nhiễm cũng như là nhiễm trùng, đồng thời là ngăn chặn các biến chứng khác của căn bệnh tiểu đường. Vâng, như vậy có thể thấy lên những công dụng vô cùng tuyệt vời mà dòng sản phẩm này mang lại đúng không ạ? Và chính từ những công dụng này mà dòng sản phẩm nước ép khổ qua này là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu trên thị trường, được rất rất nhiều người dân Hàn Quốc tin tưởng sử dụng. À và tất nhiên rồi, với một sản phẩm tuyệt vời như này thì chúng ta cũng cần phải có cách sử dụng. Các bạn hãy nhớ kỹ nhé. À đầu tiên, đó chính là sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng trước khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút và mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 cho đến là 2 gói và mỗi lần thì chúng ta hãy dùng hết một gói cho kiểu anh, chứ không để thừa lại phân nửa. ạ à và quan trọng hơn đó chính là chúng ta nên uống vào thời gian là trước hoặc là sau khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Ngoài ra các bạn cũng hãy nhớ rằng một sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất đó là khi các bạn kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh ở cùng với tập luyện thể dục thể thao điều độ. Như vậy thì mới có hiệu quả cao, đồng thời là giúp cho chúng ta chữa trị được căn bệnh ở tiểu đường hiệu quả hơn. Một điều nữa đó chính là sản phẩm nước ép khổ qua này thì được thiết kế dưới ở dạng nhỏ gọn, dưới dạng túi như thế này. Thế nên là khi các bạn đi ra ngoài, đi công tác xa hay là đi du lịch thì chúng ta có thể là mang theo bên mình. Và thêm một tiện lợi nữa, đó chính là sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng được luôn, chứ không cần phải đun nấu gì. Vâng, rất tiện lợi đúng không ạ? Và để mua được sản phẩm này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước ép khổ qua đến từ Hàn Quốc. Và cuối cùng các bạn có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.